Năm 2015 được tỉnh Nghệ An chọn là năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp với một kế hoạch hành động cụ thể. Điều này cho thấy quyết tâm của tỉnh trong thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng thương hiệu nông sản và nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy việc thực hiện kế hoạch này đang có những vướng mắc do người dân chưa có sự hỗ trợ định hướng rõ ràng. Phản ánh từ vùng chuyên canh rau màu của xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu. Từ năm 2013, diện tích rộng 10 ha này của xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu đã được quy hoạch xây dựng mô hình vùng sản xuất rau an toàn với sự hỗ trợ của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ. Từ mô hình này, nhiều hộ dân đã bắt đầu áp dụng và nhân rộng ra toàn xã. Nói chung là các cái vùng của Quỳnh Lương này thì đã được công nhận là nước và đất đã đủ tiêu chuẩn để làm rau an toàn. Và phân bón thì như vậy theo quy trình hướng dẫn của kỹ thuật, tức là đảm bảo đảm như vậy là đúng quy trình Việt Gáp, chủ yếu là bỏ hữu cơ, phân hữu cơ đấy, phân chuồng, thì còn lại là đảm là hầu như bỏ rất ít. So với canh tác rau truyền thống, sản xuất rau an toàn theo quy trình Việt Gáp đòi hỏi sự đầu tư nhiều hơn về chi phí, công sức, phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu nghiêm ngặt. Trong khi đó, đầu ra rau màu của nông dân còn bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào giá cả thị trường. Đặc biệt là giá cả của rau màu được sản xuất theo quy trình Việt Gáp không chênh lệch nhiều so với sản xuất theo quy trình truyền thống. Bà con băn khoăn một điều nhất đó là các xã thì họ cũng chưa được áp dụng cái quy trình sản xuất rau an toàn. Mà riêng Quỳnh Lương thì được áp dụng, mà cái giá cả rau màu thì cũng không được chênh lệch với nhau, nói chung là như nhau cả. Cái rau mà họ thu hoạch ấy đã được sản xuất theo quy trình Việt Gáp nhưng mà không được làm sạch, không được cắt rễ, không được bỏ lá vàng, lá thối, rồi là cứ thế là đưa đi tiêu thụ, thế thì nó chưa hoàn chỉnh. Nhưng mà anh phải đưa vào sơ chế, anh phải lặt lại tất cả những cái gì mà sạch, rồi bắt đầu dùng cái báo ni lông hoặc là gói ghém lại và dán thương hiệu, nhãn hiệu lên thì nó mới hoàn chỉnh được. Thì khi đó thì nó mới có sự phân biệt giữa rau sạch và rau không sạch. Thiếu định hướng trong sản xuất theo chuỗi nên hiện nay, sản phẩm rau an toàn của xã Quỳnh Lương được bày bán tại một số siêu thị như Big C, Metro với mức khiêm tốn từ 0,5 đến 1 tấn mỗi ngày. Trong khi đó, riêng vùng trồng rau màu 215 ha của xã Quỳnh Lương mỗi ngày bán ra thị trường từ 50 đến 60 tấn. Đó là chưa tính đến diện tích gần 1.500 ha chuyên canh rau màu của toàn huyện Quỳnh Lưu. Thứ nhất là phải tập trung làm tốt cái công tác tuyên truyền và khuyến cáo người dân. Và để người dân thấy rõ được là cái lợi ích lâu dài trong cái việc là áp dụng các quy trình này, nó không chỉ là đơn thuần là cái việc cái giá bán ở tại thường đó, mà nó là uy tín, là thương hiệu và là thị trường tiêu thụ sản phẩm trong cái giai đoạn hiện nay. Công tác thứ hai là huyện sẽ có cái chính sách để hỗ trợ để cho các địa phương để thực hiện một số cái nội dung liên quan đến cái vấn đề thủ tục pháp lý, như thể là lấy mẫu phân tích đất nước rồi để các cái quy trình để mà được cấp các cái chứng nhận nó liên quan đến phục vụ cái sản xuất đó. Theo kế hoạch, mô hình trồng rau an toàn tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu và mô hình trồng cam tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp sẽ được ngành nông nghiệp hỗ trợ xây dựng sản xuất theo quy trình Việt Gáp trong năm 2015. Đây là định hướng hỗ trợ cần thiết để xây dựng mô hình sản xuất rau quả theo chuỗi khép kín nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm trong nông nghiệp. Trên cơ sở các mô hình này sẽ nhân rộng ra phạm vi toàn tỉnh trong thời gian tới.